Thôi, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì sau bao ngày chờ đợi thì Gamota đã chính thức mở tải cho phiên bản iOS rồi nha anh em. Thì cách đây 2 giờ trước thì trên bay chính thức của AOG Đấu Trường Vinh Quang đã có cái thông báo là mở tải rồi nè. Đây, cụ thể là AOG Đấu Trường Vinh Quang chính thức mở tải trên App Store dành cho các thiết bị iOS. Xin chào các game thủ nè, đã chính thức mở tải trước trên App Store. Ngay bây giờ các sư có thể sử dụng các thiết bị iOS đã có thể tải trước game trước kho ứng dụng của mình đó. Rồi thời gian mở cụ thể là vào 7 giờ sáng à, đúng rồi 7 giờ sáng nè à, tới 10 giờ sáng đó, ngày 10 tháng 4 à, các máy chủ AOG sẽ đóng để bảo trì. Sau bảo trì thì các game thủ sẽ sử dụng thiết bị iOS có thể chơi game. À là hồi mấy ngày trước thì nó thông báo là ngày chín sẽ có sẽ tải được, mà bây giờ cho tải trước nhưng mà sẽ delay một ngày đó, sẽ delay một ngày tới sáng ngày 10 tháng 4 nha anh em. Còn thời gian bảo trì là đóng tất cả các máy chủ là Android vẫn không chơi được nha anh em. Nói chung là bảo trì game đó, đó từ 7 giờ sáng cho tới 10 giờ sáng nè. Đó, đây có link tải luôn nè anh em. Link tải đây. Đó, link tải iOS đây nè. Đó, còn dưới là Android ha. Còn chế độ xếp hạng thì sẽ được khởi động chính thức vào ngày 15 tháng 4. Đó, trên cả hai phiên bản iOS và Android. Tức là... rồi tức là 5 ngày sau là ngày 10 tháng 4 này anh em, 5 ngày sau là vẫn bản Global Beta và ngày 15 sẽ là bản Open Beta. Thì cái thời gian này cũng thông báo vậy thôi, còn chính thức hay không là cũng hên xui ha, mình nghĩ là như vậy. Tại hồi đợt là cái trong cái tấm hình trong tấm hình là nó để chữ dự kiến thôi đó. Rồi sau đây là cách tải của iOS nè nha anh em. Rồi thì bây giờ chúng ta tiến hành download game luôn vào App Store nè anh em. Đó trời, háo hức quá. Rồi vào tìm kiếm nha. Đánh AOG thử coi đâu. AOG. Ô đâu rồi. Rồi hình như không ra rồi anh em ơi. Rồi để mình đánh AOG Đấu Trường Vinh Quang nha. Tên đầy đủ nha anh em. Thử coi ra không nè. Đây, ui cha, đây rồi, game đây rồi. Ha ha ha. Đó, rồi để vào xem coi dung lượng nó bao nhiêu nè. Rồi bạn xếp hạng đồ đánh sao rồi. Kích cỡ tới 1GB9 luôn nha anh em, gần 2GB nha. Đó. Trời ơi, dung lượng này anh em nhớ chừa dung lượng cao cao xuống nha, cỡ 3.5GB đi. Đó, khi game nó bung ra nữa. 1GB9 luôn. Rồi bây giờ mình nhấn nhận nè, download luôn. Khá là nặng ha. Bản dành cho iOS khá là nặng. Rồi cài đặt. Ok. Đó, 1GB9 là đau cũng chắc hơi lâu à. Anh em đau bằng wifi nha, cho nó ổn định nha anh em. Đây, rồi game nó nằm ngoài màn hình luôn rồi nè, đang chờ nè. Đó, quá sướng luôn. Bây giờ cái bản này là bản đau trước nha anh em. Còn tới ngày 10 nó mới mở cho mình thôi. Còn bây giờ vào game này mình chơi vẫn không được đâu. Đó, mà ổng nói là ngày 9 nhưng mà giờ tới delay tới ngày 10 lận. Đó, như ngày mai là bỏ nha, ngày mai là không có chơi được nha anh em. Quá sướng. Rồi, đó là cách download trên game trên iOS nha anh em. Ngày mai là coi như là bỏ ngày đó rồi nè. Đó, còn nguyên một ngày để anh em coi xử lý cái điện thoại của mình coi dung lượng để mà boom game ra nha. Mình nghĩ là chắc 3GB mấy, tầm 4GB á. Đó, anh em để tầm dư cỡ 4GB ha. Tại game bây giờ download là đã tới 1GB9 rồi. Nếu mà boom ra nữa mình nghĩ rất là nặng ha. Boom ra nữa chắc cũng hơi nặng đó, nhưng mà giống như là bên Android là nó tối thiểu tới để tới cỡ 3.5GB lận. Đó, còn này là mình để cái cỡ 3.5GB 4GB đi là chắc ăn nhất. Đó, còn mai còn nguyên một ngày để anh em xử lý xóa hình đồ video đồ các thứ ở trong điện thoại của mình để chừa dung lượng nha. Rồi nếu anh em thấy hay thì ủng hộ mình ha, để mình sau khi có game ở trên iOS rồi thì dự tính của mình là sẽ hướng dẫn cho anh em cách hướng dẫn đơn thuần thì lên đồ
của các tướng đơn thuần thì nó rất là dễ rồi ha. Thì mình sẽ đi theo hướng mà vậy anh em, hơi dị dị xíu ha. Ví dụ như là tướng áp á, tướng pháp sư á, đó, tướng pháp sư Madam nè, Madam đánh chống AD nè, đó đó, tướng tăng thì cũng Madam luôn. Đó, ví dụ như vậy. Như anh em nào chơi Liên Minh Huyền Thoại á thì cũng biết là nhiều khi á mình đi cái đường dị á nó sẽ rất là mạnh ha. Mạnh tới nỗi mà Riot Game á là sẽ nép cái con tướng nó luôn, nép cái trang bị hoặc là con tướng nó luôn. Đó. Đó, hơi hám của mình là vậy. Ngày xưa mình chơi Liên Minh thì mình cũng hay lên đồ dị để mà leo rank ha, đó, lên đồ dị rất là mạnh ha anh em. Nhưng mà anh em lên đồ như thế thì được cái là nó sẽ rẻ và nó rất là dễ ha, nhưng mà phải thật là xanh ha. Lên đồ đó là phải lăn cầu tiết liên tục luôn để mà mình còn gánh team á, chứ mình mà lên đồ dị mà mình phế là coi như là cũng nát luôn. Đó, như anh em cũng đã thấy thì ở trên màn hình là cái game đó mình chơi, mình là xài US nha anh em, nhưng mà mình chơi giả lập rồi. Đó, mình đây là mình đào trên giả lập, mình chơi mình cấm auto giả lập bữa giờ nè. Đó, cách cấm auto giả lập thì có những mình đã nói lên trên những video trước rồi. Đó, anh em có gì vào những video trước của mình xem ha, giờ mình không thể nói nữa. À, đây bây giờ mình đã khấm mà anh em nào nói US thọt đâu đó, nghe coi tôi không có thọt nha. Đó, level đây mình đã level 22 rồi nè, đó điểm thì 2700 gần 3000 rồi nè, đó không hề thọt nha anh em. Về bây giờ chỉ đợi game ra và chơi trên điện thoại thôi. Đó, còn mình này là thằng cắm auto luôn, đó tố cáo rất là nhiều. Đâu rồi, đây cho anh em xem ngọc của mình luôn. Đó, luyện chế hả? Ờ, luyện chế ri nè. Đó, ngọc thì mình để rin luôn nha anh em. Đó, cho gì thì nhận cái đó, mình chưa có tách hay luyện gì cả. Ủa, trang ngọc 3 luôn hả? Ui, ngon. Cho ngọc cao là thích rồi. Cái này quay hên xui nha em, có khi cho ngọc 1 quá trời. Đó, như anh em thấy thì vàng của mình là 23.700 nè anh em. Đó, mới làm max nhiệm vụ luôn ha. Rồi, còn cái ruby là 1212. Đó, cái này là mình treo auto nha anh em. Đó, những cách treo auto thì mình đã nói những video trước rồi. Tướng thì tướng của mình thì cũng bình thường thôi. Đó, những con này ri thì không nói, là tướng mình cũng vài con thôi. Đó, cày thêm thời gian nữa là sẽ đủ tướng để đánh ran nha anh em. Tốc độ đây mình soi bét xíu ha. Đó, cái này là chỉ đây thử VIP đây, cái nạp VIP là sẽ có những con này. Đó, ở trên đó, như ngày mai thì mình sẽ bỏ qua ngày mai, rồi ngày mai là thời gian mấy ổng delay một ngày để mà tiến hành bảo trì nha anh em. Đó, đây từ 7 giờ tới 10 giờ nè, mình nghĩ là tầm cỡ 12 giờ đi anh em vào game là tầm 10 giờ là chắc là xong rồi nè, nhưng mà chắc chắn sẽ có hiện tượng mà giống như lúc mà game mới ra Global Beta trên iOS á, thì có hiện tượng là khó vào game và hàng chờ lên tới mấy ngày. Đó, nhưng mà mình nghĩ cái ông nó sẽ khắc phục sớm thôi. Đó, tại bây giờ mở trên cái iOS nữa rồi thì người chơi trên iOS và người chơi trên Android nó sẽ hai cái tách biệt. Đó, sao mong rằng sau cái ổng sẽ xử lý tốt cái những cái hàng chờ này để anh em trải nghiệm thật là tốt ha. Đó, tầm mình có cỡ 5 ngày để mà mình đua mình đua level theo mấy ổng nha anh em. Đó, những anh em nào mà xem video của mình rồi á, thấy treo auto trên giả lập đó thì bây giờ chắc cũng level mười mấy hay như cũng ngang mình rồi ha, nhiều khi nhiều anh em còn biết nữa. Đó, ra nét bài cũng mệt nhưng mà có trên cái giả lập ở trên cái vi tính của mình thì nó cũng khỏe ha. Đó, mình cứ cắm riết vậy đó, mình không chơi game được mình cứ cắm luôn, lì luôn, chơi lì với mấy ổng luôn, mấy ổng lì mình cũng lì lại, đó không sao cả. Rồi coi mấy ổng comment như thế nào. Anh em tải về được rồi à. Mình đã tải về được rồi nha anh em, nhưng mà vô game vẫn chưa được, giống y chang như là tình trạng lúc đầu ở bên Android vậy đó. Đó. Nào coi. 8 ngày trước bảo là 10 giờ ngày 9 tháng 4. Bây giờ 10 tháng 4 chắc mai mốt lại có lỗi chuyển qua ngày 15, 16. Cũng có thể ha. Đó, mà ổng delay một ngày rồi.
AD sợ đó 30 tháng 4. Mình vào trong group mình coi thử coi những có cái những gì mới nha anh em. Ồ để đây, để đây và không nói gì, 500 anh em yêu đâu rồi. Đó, săn bọn Android nào, đó. Hôm nay và hôm qua và ngày hôm nay có rất nhiều bài viết mà đã kích những anh em US ha, những em Android US ha. Đó, rất qua rất là ghê. Nhưng mà sau này thì đao game rồi thì những cái đó là sẽ hết thôi. Ai chơi US, ai chơi Android thì cũng chả biết. Đó, mà không gây qua làm gì chi cho mệt không biết. Đó, còn những cái bài viết mà đường đồ này khi mà lên rank cao hoặc là đánh lên level cao á thì tất cả những cái đó thì nó sẽ tự chia ra thôi. Bóp nè, đó, game này thì giống như cái màn hình nó xoay giống như Liên Quân vậy anh em. Thì ưu tiên AD support là đi lan có rồng đó, để mà phối hợp với rừng và mid đó, có thể 4 người có thể ăn rồng. Còn đường kinh công tức là đường Baron anh em thì có thể cho ông top lên trên đó farm ha. Đó là đơn giản vậy thôi. Tại vì cái bản hồ đồ nó xoay á, nhiều khi mình tem trên hoặc tem dưới. Khi mà tem trên hoặc tem dưới á, tem trên tem dưới khi mình xoay. Đây là tem trên tem dưới này. Đó, khi mà mình xoay cái bản đồ vậy thì mình nằm ở tem dưới và rồi đó đúng không? Đó, mình hai tem này thì lúc nào nó cũng ở cái vị trí này hết trơn á, vị trí dưới hết trơn á. Đó, nên nó xoay bản đồ như vậy đó. Thì anh em cứ coi lan rồng và lan Baron để mà đi thôi. Đó, như Baron trên này là tớ là cho mấy ông đấu sĩ nè. Mid thì không đổi nè đúng không? Rừng cũng không đổi. Đó, rồi chỉ có lan ở rồng thôi, đó là ưu tiên AD support ha. Để có gì kiểm soát những mục tiêu quan trọng. Lúc đầu ăn rồng rất là lợi nha anh em. Ưu tiên lúc đầu ăn rồng ha, để mà lấy tiền về những cái bù lợi trước mắt. Đó, để mà mang về cho team mình những cái sức mạnh cần thiết để mà đẩy trụ giết người ha. Đó là những tất cả những gì mình muốn truyền đạt cho anh em ha. Đó, hướng làm video của mình là vậy. Mình rất là thích đi những đường dị ha, những đường dị nhân. Còn những đường thông thường mà mạnh thì không nói rồi. Đó, những đường nào mà dị nhưng mà phải mạnh nha anh em, đó mình mới chơi ha. Rồi, nếu anh em thấy hay đừng quên like, share và nhấn theo dõi kênh của mình nha. Rồi, hẹn em 1-2 ngày nữa thì gặp anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều.